Dạ mà em xin mến chào quý cô bác anh chị. Ngày xưa đó, thưa quý cô bác anh chị, nếu mà nói tới cái khái niệm mà đi Mỹ định cư sinh sống hay là đi Mỹ lập nghiệp sau cái giai đoạn năm 1975 đó quý vị, thì thường dường như là cái khái niệm đi Mỹ định cư nó là một cái điều gì đó nó mơ hồ lắm. Người ta chỉ biết bây giờ người ta lên tàu, người ta đi vượt biên thôi. Sau đó thì vượt biên tới đâu được thì hay tới đó, cũng không biết là họ sẽ đi đến một đất nước nào để mà định cư hết. Tuy nhiên thì mãi cho đến sau đó bắt đầu là một cái diện gọi là cái diện HO vô quý vị. Nghĩa là theo như em tìm hiểu á, thì được biết thì cái diện HO có nghĩa là chính sách định cư của chính phủ Mỹ. Người ta ưu tiên cho ai à? Dành cho những cụ quân nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là những người mà nằm trong quân đội Mỹ trước năm 75. Thưa quý vị, thì nếu như mà những ai mà có cái thời gian học tập và cải tạo từ 3 năm trở lên, lúc đó họ sẽ được Mỹ người ta cấp cái visa. Nói chung là rước những cái người cựu quân nhân được đi Mỹ qua sinh sống định cư cũng như là làm việc. Thì đó là cái định nghĩa mà theo như em tìm hiểu được là như vậy quý vị. Cho nên là cái câu chuyện ngày hôm nay ít nhiều cũng có liên quan đến một cái bài này, có nghĩa là một cái bác này, có nghĩa là bác này cũng là được Mỹ người ta bảo lãnh theo cái diện HO quý vị. Trước đó bác này cũng là cựu quân nhân của Việt Nam, tức là sau năm 1975 thì bác này cũng được gọi là Mỹ người ta bảo lãnh cho bác này đi qua nước Mỹ để mà định cư. Nôm na đại khái là như vậy đó. Thì cái câu chuyện của bác này gửi cho em thì xoay quanh đến gọi là hiện nay quý vị. Bác này đã đi về Việt Nam hồi hương. Thì bác này trước đó thì đã đi Mỹ sinh sống và định cư. Thì nay thì cũng mấy chục năm rồi thì bác này mới đi về Việt Nam sống đó. Thì từ những cái video mà em chia sẻ về cái chuyện hồi hương thì bác cũng xem, bác cũng nghe, và từ đó thì bác muốn viết. Tại vì bác cũng đã hồi hương mà bác muốn viết một cái bài để mà gửi cho tất cả những anh chị em cũng như là người Việt Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, muốn gửi tất cả cho tất cả mọi người được nghe cái tâm thư nỗi lòng của bác khi mà bác đã đi về Việt Nam hồi hương thì có những cái sự trải nghiệm ra sao. Trước đó thì từ Việt Nam đi Mỹ và sau đó thì sinh sống tại Mỹ, rồi sau đó thì đến cái tuổi già bác cũng đi về hồi hương, và những gì mà bác sống ở Việt Nam bao gồm những cái sinh hoạt này kia nọ bác cũng có kể luôn. Thì trong cái bức thư này thì thôi, bây giờ để em đọc toàn bộ nội dung câu chuyện của bác cũng như là cái những cái lời tâm tình của bác đọc cho tất cả quý cô bác anh chị mình được nghe, và sau đó quý cô bác anh chị mình có thể cho biết một số nhận định đánh giá ở sau video này nha quý vị. Và bức thư nội dung như thế này, xin mời quý cô bác anh chị mình chúng ta cùng mà lắng nghe. Trước hết xin cảm ơn người bạn trẻ đã có tâm huyết với tất cả cũng như là tâm huyết với dân tộc xã hội, thì cho tôi được cơ hội chia sẻ cái cảm nghĩ của tôi, diễn đạt của bạn. Tuy nhiên thì xin cho phép tôi được tiết lộ tuổi thật của mình. Nếu mà điều này khiến cho nhiều khán giả của em giật mình và không vui thì tôi cũng xin được nói thật rằng tôi là một ông già đã gần 80 tuổi rồi. Tôi sinh năm 1947. Đồng thời tôi cũng muốn quý vị thông cảm với những gì mà tôi sắp chia sẻ sau đây. Những cái lời tâm huyết, chân thành của một người từng cống hiến tuổi trẻ cho miền Nam, nước Việt Nam trước năm 1975, sau đó thì có diễm phúc được đi học tập, cải tạo từ năm 1975 cho đến năm 1984. Sau đó nữa thì bị qua Mỹ bắt gọi là qua Mỹ định cư năm 1993. Thì sau đó nữa thì qua Mỹ bắt đầu thì từ năm 1993 cho đến hiện nay thì tôi đang có cuộc sống lão nông trên cao nguyên Lâm Đồng, là cái vùng kinh tế mới thuộc huyện Lâm Hà. Do là được học hỏi một chút kinh nghiệm khi mà mới đặt chân lên đất Mỹ cho nên là tôi biết sử dụng computer, có nghĩa là máy tính. Nhờ đó thì tôi theo dõi được những cái video về thời sự ở trong nước cũng như em xem YouTube mô tả một cái cuộc sống có thể gọi là cuộc sống Việt Mỹ nó theo nhiều cái quan điểm đối nghịch, dù đã sinh sống ở nơi đất khách 30 năm nay
thì đau đớn về quê hương, quê nhà, và muốn sống hết những ngày tháng cuối đời ở quê nhà. Nhưng mà tôi cũng không dám nhận mình là Việt Kiều thành đạt. Việt Kiều thành đạt ở trong cái ngoặc kép, như là một số quý ông học cao, học rộng, cũng không hề mang một cái mắt, cái sự mặc cảm là mình là một Việt Kiều thất bại ở trong cái ngoặc kép. Dù nay là tôi có mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà trước sau tôi vẫn không thể chối bỏ cái nguồn gốc nguyên thủy của mình. Tuy là tôi không phải là công dân nước Việt Nam hiện nay, nhưng mà cái nguồn gốc của tôi vẫn thuộc về cái vùng thượng lưu đất Việt di cư vào Nam, sau đó thì đã gắn bó mật thiết với nước Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa. Thì tôi xin khẳng định rằng tinh thần là tôn trọng quyền tự do phát biểu của mọi người, tôi sẽ không phản bác bất cứ ai. Thì đối với tất cả đều có nhân sinh cung quán của mình. Thì tôi xin trình bày một cách rất là trung thực về cái quãng đời của tôi. Tôi sinh sống ở Mỹ, ở bên Mỹ, và cuộc sống hưu trí hiện tại của tôi tại quê ở Việt Nam. Thì thời lúc mà vừa về Việt Nam thì đầu tiên thì tôi cũng xin chia sẻ về cái cuộc sống ở trên đất Mỹ trước. Thì gia đình của tôi qua Mỹ định cư theo diện HO, tức là vào năm 1993. Năm ấy thì tôi vừa tròn 46 tuổi. Lúc ban đầu thì tôi về sống tại thành phố Sanh Tân và thuộc khu Lý Đô Sài Gòn. Thì tuy là chân nước chân gáo, nhưng mà cái cuộc sống của gia đình tôi lúc ấy cũng không có gọi là gì vất vả cho lắm. Bởi vì lúc ấy chúng tôi được hưởng cái trợ cấp tiền mặt, những cái phiếu mua thực phẩm, thuê nhà thì cũng bình dân, nó cũng rẻ, cũng được chính phủ chăm sóc sức khỏe miễn phí, con cái đi học thì cũng được miễn phí. Nhờ đó tôi có điều kiện được đi học tiếng Mỹ. Sau đó thì tôi học vài lớp chuyên môn về hành chính văn phòng, cũng như là học về, ví dụ như là vợ tôi thì đi làm cho tiệm Fugo Việt Nam, kiếm thêm tiền mặt mà gửi về giúp đỡ cho người thân khó khăn ở bên quê nhà. Thì sau 7 năm sống vô tư êm đềm ở Nam Cali, tôi cảm thấy cái lối sống thụ động này nó không có tương lai, cũng như là không tốt cho con cái của tôi. Cho nên là tôi mới quyết định dứt khoát, tôi không ăn phủ khỏe nữa, nghỉ khỏe nữa, mà vấn thân vào đi làm để mà có một cái sự độc lập về tài chính. Nghĩa là lúc đó tôi sẽ tự do về mọi mặt. Và bản sự khởi đầu nan, tôi đã nếm đủ mọi loại gian khổ khó khăn, làm đủ mọi việc, kể cả lao động chân tay trong những cái xưởng, trong những cái cánh đồng vô cùng là rẻ mạt, bởi vì tôi không có nghề nghiệp chuyên môn bằng cấp Việt Nam lúc này thì cũng không có được chấp nhận ở Mỹ. Thấy có vẻ là bon chen để mà tồn tại ở Nam Cali, cho nên là năm 1999 tôi mới mạnh dạn bỏ Cali để mà lên một cái vùng trung tây lạnh lẽo để mà làm một cái cuộc sống mới. Khi mà tôi tới một cái vùng đất mới này sau một thời gian ngắn thì tôi là tạm làm những cái công việc như là làm việc cho bưu chính Hoa Kỳ. Cuộc sống của tôi bắt đầu ổn định đi lên từ đó. Vợ tôi thì cũng xin đi làm công ty chế biến thịt, làm công nhân chính ngạch. Chúng tôi hoàn toàn làm chủ. Lúc này thì chúng tôi thực sự làm chủ được mình, làm chủ được cuộc sống của mình, mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự. Lúc này thì tôi cũng thực hiện được cái giấc mơ Mỹ, được làm chủ một căn nhà nhỏ, cũng đủ che mưa, che nắng, có vài cái xe. Tuy nó không có sang trọng nhưng mà nó cũng là khá tốt. Thì chúng tôi cũng sở hữu những cái tiện nghi hiện đại, được đi ăn nhà hàng, được đi chơi tại những nơi nổi tiếng. Và dĩ nhiên cái giá mà có được những cái thứ này không phải là đơn giản đâu, nó không phải nhỏ đâu. Và kết quả có được là mồ hôi và nước mắt, lao động cực lực, căng thẳng suốt nhiều năm liền, cùng một cái tinh thần quyết tâm không đầu hàng với số phận. Chẳng may là tôi sau 15 năm quần quật làm việc, năm 2010 tôi bất ngờ bị tai biến, buộc phải thôi việc để mà trị bệnh cũng như ăn hưu non. Nhưng mà chúng tôi không có bị
mất nhà, không mất xe. Bởi vì vợ tôi thì vẫn còn đi làm và cũng có được một cái sự giúp đỡ của con cái cho đến khi mà căn bệnh thuyên giảm, sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục. Tôi không còn khả năng để mà trở lại làm việc cho cơ sở cũ nữa thì tôi mới mở văn phòng dịch vụ thuế tại nhà. Thì lúc này thì tôi làm lâu về giấy tờ di trú cũng như là làm việc để mà phục vụ cộng đồng, những người đồng hương cũng như là khách hàng Á Châu ở địa phương. Tóm lại là cuộc sống mưu sinh của bản thân ở Mỹ là một cái cuộc của tôi á, là một cái cuộc sống đấu tranh không ngừng với ý chí sắt đá cũng như là ý chí thực hiện trách nhiệm hy sinh cho con cái, cũng như là tôi cũng muốn đóng góp cho cộng đồng chứ không phải là ngồi ăn mát ăn mát vàng. Thì tôi thường mơ tưởng đâu nay thì mở được cái nhà xe, cũng như là con cái thì cũng đủ sức để mà tự lập. Cho nên là vợ chồng chúng tôi quyết định bán nhà của chúng tôi làm để mà có một chút vốn để mà quay về cái thú vui điền nhã nơi quê cụ tôi. Thì không có dám khoe khoang lương hưu của mình là bao nhiêu, có bao nhiêu tiền để mà đem về, xin quý khán giả thông cảm, niệm tình tha thứ. Chỉ xin tả sơ về một cái cuộc sống thực hiện tại mà chúng tôi đang sinh sống thôi. Thứ nhất là tôi nói về cái chuyện ở của tôi, thì tôi không có như những quý vị khác, chúng tôi không có mua đất để mà làm nhà. Chúng tôi để tiền, chúng tôi giúp vốn cho con cháu khó khăn, thì giúp cho con cháu về một cái sinh nhai, hoặc là tương trợ cho những bà con chồng sống cũ, những ai mà người ta có hoàn cảnh ngặt nghèo. Chúng tôi ở nhờ nhà anh chị, chỉ phụ tiền và phụ những chi phí sinh hoạt khác, cũng chẳng có tốn kém là bao nhiêu hết. Thứ hai là tôi nói về cái chuyện ăn của tôi, do là cái bệnh nền của tôi là bệnh huyết áp cao cũng như tiểu đường. Ngoài thì tôi cũng bị liệt nửa người, cho nên là tôi phải ăn kiêng, ăn thịt cá lắm. Tôi ít ăn thịt cá lắm, cho nên là tôi cũng không có cần đi ăn nhà hàng cao lương mỹ vị để làm gì, thưởng thức những cái đồ ăn cao cấp để làm gì hết. Tôi không có tha thiết những cái món ăn đặc sản cho lắm, chỉ cần một ngày ăn 3 bữa no bụng là được rồi. Còn cái chuyện mà sinh hoạt, như chúng tôi nghĩ ở một cái tuổi già khỏe mạnh thì tôi vẫn cố gắng hoạt động làm vườn trồng rau, tôi vẫn sản xuất chế biến những cái sản phẩm sinh học để mà cho con cháu chúng tôi đem đi bón dựng cà phê trong lúc rảnh rỗi. Thì tôi có thể dạy anh văn để mà giúp cho các con cháu nắm vững cái căn bản giao tiếp với những du khách nước ngoài, nơi mà tôi đang là một cái vùng thôn quê khá xa phố thị, cho nên là rất ít những cái quán cà phê. Nó không như kiểu thành phố bây giờ thì quán nhậu đủ kiểu tràn lan. Do là tôi không có cơ hội đốt tiền như là những quý vị Việt Kiều giàu sang hay là những đại gia địa ốc. Thì nói về chuyện sức khỏe thì mỗi năm thì tôi thường hay trở về Mỹ, tôi khám định kỳ một lần. Trong khoảng thời gian mà lưu trú ở đây á, nếu mà tôi cảm thấy không đủ sức khỏe thì sức khỏe không tốt thì tôi có thể lên Đà Lạt, tôi có thể vô bệnh viện Hoàng Mỹ để mà khám chữa bệnh thì cũng ổn thôi, tốn kém thì cũng chẳng có là bao hết. Tóm lại thì tôi cảm thấy không có cần thiết đặt nặng về cái vấn đề tài chính ở cái tuổi hưu trí, không có đặt nặng làm chi để mà khổ cái tâm cho mệt óc. Nếu mà tôi cảm thấy biết đủ thì sẽ đủ, và quý vị cảm thấy biết là mình đủ nhiều hay ít thì là còn do tùy mình tính toán. Bởi vì người xưa đã dạy rằng khéo ăn thì no, khéo có thì ấm, đó là cái chân lý bất hủ. Và góp ý thô thiển này, nếu mà không có gì đúng thì xin quý bà con cô bác mình bỏ qua, đừng đánh đá tội nghiệp cái kẻ hèn mọn này. Thì đây là toàn bộ cái lá thư mà bác này đã gửi về cho em. Thì nói chung thì sau khi đọc qua lá thư này, nếu mà một người trẻ tuổi như em hay nhận xét góp ý, đưa ra một ý kiến khách quan cá nhân thì mình có lẽ là cũng không có phù hợp. Và thay vì đó thì quý vị có nhận định hay đánh giá nào có thể bình luận ở dưới để em mọi người được biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.